các bạn. Chủ đề của video hôm nay là được tổng hợp từ nhiều vấn đề của hội viên, à, bao gồm nhà tống có mang lại ảnh hưởng gì cho Trung Quốc, biên chế của các triều đại Trung Quốc là gì, thế chế Nhật Bản là gì, vân v Những vấn đề ở trên có thể được tổng hợp lại thành một mệnh lạc là vì một cuốn sách Nhật Bản. Đó là Nhật Bản mà bị Trung Quốc hóa, lịch sử văn minh xung đột nghìn năm giữa Nhật Bản và Trung Quốc của tác giả Yuna Bajun. May mắn là có phiên gì đến chung cho nên mình có thể đọc được. Cuốn sách này có một quan điểm rất thú vị, đó là nhà Tống là quốc gia cấp tiến nhất trong lịch sử, tại vì mô hình quốc gia nhà Tống rất tương tự với quốc gia hiện đại, cụ thể là có chính phủ tập quyền và thị trường tự do. Và trong lịch sử Nhật Bản có nhiều lần muốn học theo mô hình nhà Tống nhưng điều thất bại, vì vậy hình thành một mô hình quốc gia khác biệt gọi là mô hình Edo. Edo là thành phố mà mặt phủ cuối cùng đang ở, tức là Tokyo của ngày xưa. Nội dung cụ thể là có chính phủ phân quyền và xã hội phong kiến và của hiện đại hóa của Nhật Bản, thực ra là thành công học theo mô hình nhà Tống nhưng mà đồng thời vẫn chưa thoát ra mô hình Edo. Thừa ra cuốn sách này là gia đình tác giả đều là người Nhật Bản, cho nên sử dụng thuộc ngữ là mô hình nhà Tống và mô hình Edo để trình bày quan điểm, nhưng mà mình cũng đồng ý nhiều nhận thức của tác giả. Mình cũng thấy cấu tạo nhà nước của nhà Tống rất tương tự với quốc gia hiện đại, tức là không có tầng lớp quý tộc cố định quan đoạn do bộ máy công chức quản lý quốc gia nhưng mà đó là một hiện tượng sinh nô, tại vì nó muốn làm sức việc của quốc gia hiện đại trong tình huống là không có kỹ thuật hiện đại. Tiếp theo, mình sẽ giải thích cái mà gọi là mô hình nhà Đông và mô hình Ý đó là gì. À, Hi vọng các bạn quay hết rồi à, có thể xét lại ưu điểm và khuyết điểm của quốc gia hiện đại à, một cách sâu xa hơn. Các bạn có biết không, nhà khoa học xã hội vĩ đại Max Weber? Đừng có nói rằng tiêu chuẩn của quốc gia hiện đại là nhà nước có thể tục quyền bảo lợi, chỉ có nhà nước có thể hợp pháp sử dụng bảo lợi. Cho nên nếu có một quốc gia có xuất hiện quân đội mà không nghe theo điều kiện của nhà nước, thì nó sẽ bị coi là một quốc gia thất bại. Đối với phương Tây, phải đến thế kỷ mấy tám mới làm được điều đó. Không muốn nhìn nam chứ, nhà Tống đã muốn làm rồi. À, cụ thể là trước nhà Tống, chủ tịch Trung Quốc là chấp nhận rằng ở à, trên xã hội địa phương, có ngày tinh hoa quân sự sở hữu bộ đội tư nhân cho nên nhà nước không thể độc quyền bảo lộc còn sau nhà Đông thì triều đình không chấp nhận nữa chúng ta biết rằng trước nhà tần trung quốc là thuộc về thời đại phong kiến đặc trưng là có tầng lớp quý tộc họ và trần thành trong sự huấn luyện quân sự giống như samurai của nhật bản và hiệp sĩ của châu âu trong lùng nhẹ quý tộc phải học lễ nghĩa âm nhạc toán hộ và thơ pháp cũng phải học bán cung và cưỡi ngựa khi đó đa số quỷ tộc đều có phong địa khi có chiến tranh, tranh quỷ tộc sẽ chiêu tập nông dân ở phong địa tạo nên quân đội lên chiến trận có thể nói rằng nông dân phong địa là bạn bè bộ đội tư dân của quỷ tộc đó mới là ý nghĩa chân chính của ngũ binh ư nông đến khi xuân thu chiến cuộc chế độ phong kiến sụp đổ các chế hậu quốc tập quyền hóa dần dần tiêu diệt thế lực quỷ tộc và trực tiếp bộ nhiệm quan lại thống trị địa phương nhưng đó cũng không thể tiêu diệt hết người Điên Hoa Quân Sự và Bảo Lợi Tơ Yên ở Địa phương. Trong quá trình xung đột của chế độ phong kiến châu Âu là có thể là bố chú giá trị nổi lên trước, sau đó phối hợp nhà vua tiêu diệt quý tộc, tạo nên một bộ máy nhà nước rất mạnh mẽ. Trong đó, bộ máy nhà nước mạnh mẽ và xã hội thân nghiệp thịnh vượng là một sinh đôi. Tại vì nếu thân nghiệp không phát triển, thì nhà nước đi đâu lấy thuế. Nếu bộ máy nhà nước không mạnh mẽ, thì ngày ta đi đâu xin bảo hộ lấy ý cùng Trung Quốc thì không có quan hệ sinh đôi này à, cho nên bỏ mái nhà nữa tuy rất tập quyền nhưng không đủ sức mạnh độc quyền bảo lợi à, cho nên cũng phải chấp nhận hậu tộc ở địa phương có nuôi dân bộ tuổi tơ dân trong nhà Hán, những công chức và tướng quân cấp cao đa phần là xuất thân từ gia tộc công thần hay là có quan hệ gần quý với gia tộc công thần họ đều có nuôi dân bộ tuổi tơ dân ở địa phương đó gọi là bổ khu bù chỉ họ là bằng với gia nô của hậu tộc không cần đánh thuế cho chính phủ khi dân hậu tộc tờ giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội nhà nước, bộ đội tư nhân của họ sẽ làm lực lượng quốc lối để kiểm soát quân đội nhà nước khổng lồ. Cụ thể là họ sẽ bổ nhiệm gia nô thân tín làm sĩ quan trung cấp và hạ cấp, tại vì ta phần binh lính nhà nước là tầm thể từ chiêu tập từ nông dân, nếu không làm vậy thì sẽ không thể xây dựng một hệ thống chỉ huy nhất quán. Đến nhà đồng có một chế độ đặc biệt gọi là phủ binh chế. Trong video hồi trước, mình cũng đã có giới thiệu rồi. Thế lực quốc lối của nhà đường là tập đoàn quan lũng, chính là vì họ có bố trí một nhóm người tổng trú ở khu vực quan lũng, trong khi bình thường họ làm ruộng. Khi có chuyện thì sẽ đi làm binh lính, họ là hộ khổ quân nhân chuyên môn, tư kết quân nhân là cha chuyển công nối, cũng là một biện pháp ngủ binh ơ nông. Quý tổ nhà tầng chính là gia tổ lâu dài xuất thân từ họ, mà những quý tổ cũng có nơi dân bổ tuổi tơ dân, tạo nên phe phái trong chủ địch giống như tập đoàn thanh hóa của nhà lê. Nhưng mà sau đó, bố tắc thiên thanh trần quý tổ của tập đoàn quan lũng, kết quả là hộ khẩu quân nhân ở quan lộc cũng cùng nhau bị biến mất tại vì không có gia tổ lâu dài làm cốt lối nữa thì gia tổ bình thường sẽ bỏ trốn di cơ đến chỗ khác tránh né nhớ vụ quân sự cuối cùng nhà được phải dự vào tấn quân ngoài tổ hộ thờ ra vốn là lính đánh thuế bảo vệ toàn lỡ hành trình quốc tế cho nên vốn là bổ tuổi tơ dựng sau đó từ nhà được tuyển dụng rồi họ từng dụng tài nguyên chính trị của nhà được hình thành quân phiện ở đây xin để mình nói rõ một điều là à, trong video hồi trước mình có nói rằng ngày Hoa quay thần năng là quân sự à, cho nên không biết tộc cho quân đội bây giờ xin để mình nói lại rõ ràng hơn nữa à, thật ra trong đa số quốc gia chỉ có người nghèo muốn đi làm binh lính đó là hiện tượng phổ biến ví dụ khi nước anh đánh chấn cuộc thực dân từ năm 1780 30% binh lính là người Ireland tại vì khi đó Ireland là khu vực nghèo nhất của nước anh nhưng mà tấn quân của quân đội nước Anh thì đa số là xuất thân từ gia tộc quý tộc cho nên vấn đề của nghệ hóa không phải là không có ai muốn đi làm binh lính, mà là không có hình thành mà giống nghệ tinh hoa quân sự. Nếu có giống nghệ tinh hoa như vậy rồi, thì binh chế là như thế nào điều không quan trọng lắm. À, có thể là toàn dân, ngủ binh ư nông, hay là có hộ cụ quân nhân nhất quán, hay là tạm thể châu tập đều không có ảnh hưởng nhiều lắm. Tại vì giống nghệ tinh hoa quân sự biết làm thế nào để huấn luyện tâm binh lên chiến trận và trước nhà Tống, người tinh hoa quân sự của Trung Quốc có tỉa vị rất cao, họ là người thống trị thực tế. còn sau nhà Tống thì rất thấp. trước nhà Đồng, tại vì ở địa phương có nhiều người tinh hoa quân sự sở hữu bộ tuổi tơi động, tự nhiên họ rất dễ hình thành quân phiệt. vì vậy từ nhà Hán đến nhà Đồng luôn luôn có sự cắt cớ địa phương. còn nhà Tống chính là muốn giải quyết vấn đề này, cho nên họ không chấp nhận người tinh hoa quân sự có bộ tuổi tơi động ở địa phương và muốn để chính phủ chống ấn hoàn toàn tộc quyền bạo lực. Trong cách tộc quyền bạo lực của quốc gia hiện đại, đầu tiên là nhà nước phải có đủ tiền nuôi dân quân đội thần trợ khổng lồ, có thể là nhiều bộ chủ tổng thuế cho nhà nước, đó là tình huống phân đấy, hay là nhà nước kiểm soát tất cả hoạt động sản xuất, đó là tình huống biên số, hay là nhà nước vay tiền hoặc tiếp nhận tài trợ của nước ngoài, đó là tình huống của các quốc gia thiếu phát triển sau đó nhà nước có đủ quân đội tiêu diệt hết tất cả thế lực vũ trang ở địa phương sau đó cũng có tiền xây dựng hòp biển quân sự vì vậy tất cả tướng quân và sĩ quan đều là từ bồi dưỡng ra từ hệ thống giáo dục nhà nước cũng là từ tiểu khiển trong hệ thống thăng chức một cách thống nhất nhà nước trả hết tiền lương của tất cả binh lính không để tướng quân có cơ hội nuôi dưỡng bộ đội tư ynh nhà nước có xây dựng hòp biển quân sự cho nên kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự được truyền đạt vì vậy nhà nữa vừa có thể tổ quyền bảo lợi, vừa có thể bồi dân ra giống ngày tinh hoa quân sự. Trước hiện tại, những quý tổ hay hào tổ chính là vì họ có nội dân bộ đội tơ dân, cho nên cũng được đầy đầy truyền tạo kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự, và đa số quốc gia đều không có khả năng của đủ tài chính để duy trì một quân đội thần trận, và không cần ngày tinh hoa quân sự đi duy trì an ninh công cộng ở địa phương. Có thể nói rằng, ngày tinh hoa quân sự là bằng với tầng lớp thông trị, à, đó là hiện tượng phổ biến. Còn nhà Đông thì cũng phải. nhà Đông còn là độc quyền bảo lợi như quốc gia hiện tại. À, tức là quân đội phải phục tục với chính quyền dân sự. nhưng mà trong chính quyền dân sự của quốc gia hiện tại, thủ trận là từ người dân bầu cờ ra. Công chức phổ thông thì phải thông qua kỳ thi. Còn trong nhà Đông, thủ trận phải thông qua kỳ thi, đó gọi là sĩ phụ. Công chức phổ thông thì không cần, đó gọi là tư lại suy lý. Uy tín của chính phủ là hoàn toàn dựa vào ý thức hệ chính trị, tức là nho giáo, cụ thể là Hoàng đế tại diện ông trời thống trị người dân. Vì sĩ phụ thông thảo dân luôn đạo đức cho nên được Hoàng đế giao nhiệm vụ. Chính phủ Nhà Đông cũng là chính phủ nhiều tiền nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tại vì không giống với các chủ đại trước tiên, trong Nhà Đông, thu nhập của địa phương phải hoàn toàn chuyển giao cho chính phủ trung ấn. Cũng không giống với các chủ đại đầy sau, chính phủ Nhà Đông cổ vũ thương mại trên biển, có lấy tờ thuế quan rất nhiều. Vì vậy, chính phủ Nhà Đông thực sự có tài chính đầy đủ để xây dựng một quân đội thần trợ lộ có tám trăm nghìn cấm quân nhưng mà nhà đông thì không có hậu viện quân sự như quốc gia hiện đại tướng quân của họ chủ yếu có hai loại xuất thân một là gia tộc phổ thông là sau khi nhập ngũ rồi vì có chiến công có thể dần dần thăng chức à, ví dụ tịch thanh và nhà phi hai là gia tộc tướng quân nhà đông có chế độ tập ấm nếu có chiến công cao thì công cháu sẽ có tư cách tự động tạm nhận sĩ quan nhưng mà quốc sách của nhà đông là trùng văn kinh vũ không chỉ là văn quan có địa vị cao hơn võ quan trên chiến trận, bộ đội phải luôn luôn nghe theo chỉ huy của chính phủ trung ương thậm chí có nhiều khi chính phủ trực tiếp bổ nhiệm văn quan chỉ huy võ quan vì vậy so sánh với triều đại trước tiên nói chung sức chiến đấu của quân đội nhà tống rất thấp tuy nhiên đôi khi cũng có xuất hiện mấy quân đội mạnh mẽ nhưng mà ít hay nhiều họ phải giống như tướng quân ngài xưa à, tức là có nuôi dân bộ đội tơ yếm à, để thân tín làm sĩ quan trung cấp và hạ cấp mới có thể tạo nên hệ thống chỉ huy nhất quán, Nhưng thông thần sẽ bị chính phủ nghi ngờ. Các bạn từng có nghe thấy dân gia tấn và nhà gia quân không? À, chính là vì họ có nuôi dân bộ tùy tươi, cho nên tự gọi là dân gia và nhà gia. Nói chung, chính phủ nhà tống muốn tỏ quyền bảo lợi như quốc gia hiện tại, nhưng thật ra không đủ điều kiện làm được. Vì vậy, tạo nên một tình hình là tố và chính trị rất tập quyền, nhưng xã hội rất lùng lẻo. Các bạn có biết tiểu thuyết Thủy Hờ không? Đó là viết ra trong nhà mình nhưng câu chuyện là xảy ra trong nhà Tống Nhưng thật ra tình hình xã hội của Trung Quốc Đã từ tình hình sau nhà Tống Cho nên lấy câu chuyện của Thủy Hờ Làm ví dụ để giải thích vấn đề của mô hình nhà Tống cũng được Nếu các bạn từng có đọc Thủy Hờ à, Thì sẽ phát hiện rằng Nhân vật của lưng Sơn Bạc Chủ yếu có 3 loại Đầu tiên là xuất thân từ công chức hạ cấp Cả võ quan và văn quan tiểu gõ Ví dụ Tống Giang, Lố Chí Thâm và Lâm Xuân thứ hai là xuất thân từ gia đình phú học và có tu tập một nhóm người ở địa phương nếu trong hiện đại họ sẽ được coi là xã hội đen ví dụ lơ tuấn nhé mà xài tiến thứ ba là xuất thân từ người bên lề xã hội tức là không có làm việc bình thường trong hiện đại họ sẽ được coi là vô lại họ rất dễ phạm tội ví dụ vô tổng và lý quỷ họ tiêu tài diện thế là tự nhiên mà không được hấp thu trong thể chế chính quy của nhà tống cuối cùng biến thành bạo lực tự nhiên Đối với những công chức hạ cấp, nếu là văn quan vì họ không có đủ khoa cực cho nên không có khả năng thăng chức. Nếu là võ quan, nếu không có quan hệ trong quan trọng cũng không được thăng chức. Đối với những phú hậu, ngay cả họ có nhiều tiền, nhưng chính phủ nhà đông không có quan niệm quyền lệ, hệ thống tư pháp không độc lập, cũng không có chế độ bầu cử để họ tìm nhà chính trị đại diện lợi ích của họ trong chính phủ. Vì vậy, họ phải tu tập giống ngày ở địa phương, làm chính phủ địa phương không dám bắt nạt họ, nhưng mà nếu có quan lại thực sự muốn bắt nạt họ, cuối cùng họ cũng phải bỏ tay. Đối với những người bên lẻ xã hội, dù sao họ sẽ không được chính phủ chăm sóc, cho nên nếu có cơ hội, họ chắc sẽ thiên về tham gia tổ chức tội phạm. Chúng ta có thể phát hiện rằng, trong toàn câu chuyện của thủy Hờ, đầu tiên là những công chức hạ cấp quyết tâm gia nhập lân sân bạc, vì vậy làm lân sân bạc có tổ chức chặt chẽ, sau đó họ bắt buộc những phú hậu gia nhập họ, vì vậy họ lấy được tài nguyên rất nhiều. Cuối cùng, họ hấp thu những người bên lề xã hội và giao nhiệm vụ rất có rủi ro cho họ. Cũng có một điều là, trước khi những công chức hạ cấp quyết tâm đi phạm tội, họ đã có quan hệ rất cường quý với những xã hội đen và vô lại rồi. Họ che chở nhau và tận dụng nhau. Tổng giam từ ngày ta gọi là cập thầy vũ, đó coi như là mơ kịp thầy, chính là vì tổng giam luôn luôn hỗ trợ người ta trên giang hồ. Hình như ở giữa việc phạm tội và việc làm quan không có một biên giấy rõ ràng rất khoác tôi có phản ánh một vấn đề của mô hình nhà tống. Tức là nhà tống muốn tộc quyền bạo lực nhưng trong thực tế làm không người. Chính phủ quy định rằng tất cả địa phương đều phải nghe theo ban quan mà do chính phủ trong ân bổ nhiệm không có ngày tinh hoa quân sự làm quý tội ngày tinh hoa chân chính trong xã hội là những người có hộ vấn mà có thể đổ qua cửa. Nhưng mà khi người dân ở địa phương có xảy ra vấn đề, chính phủ địa phương thì không có đủ tài nguyên giải quyết vấn đề cho họ. Kết quả là có nhiều thế lực tư dân cảm thấy mình không được chính phủ bảo hộ lợi ích, họ cũng không được hòa nhập vào hệ thống chính quy. Kết quả là nếu họ muốn tranh thủ lợi ích của chính mình, thì chỉ có thể thông qua kết phạm tội, trực tiếp xung đột với chính phủ, sau đó chính phủ cũng tăng áp không nổi, cuối cùng phải chiêu ăn, vì vậy những thế lực tư dân mới được chính quy hóa. Đó chính là chính trị rất tập quyền, nhưng xã hội rất lỏng lẻo. À, tức là trên danh nhá, chính phủ có nhiều quyền lợi, nhưng trên thực tế, việc quản lý chính phủ với xã hội rất lỏng lẻo à, cho nên thế là tôi yêu người nên thành tổ đổ chức tội phạm à, nhưng sau đó có thể làm chính phủ sắc phong làm quan hiện tượng như vậy không có khả năng xảy ra trong lịch sử Nhật Bản <laughs> khi nhắc đến Nhật Bản người ta thường nghĩ tới chế độ phong kiến nhưng đó phải chờ thế kỷ 12 vì chế độ mặc phủ thiết lập chế độ phong kiến mới được xác định trước khi đó Nhật Bản là học theo nhà đường xây dựng bộ máy nhà nước cũng là giống như Trung Quốc có thiên hoàng chuyên chế, cũng chức là do quý tộc cha truyền con nối, đó là giống như tình hình của nhà Tấn. Và đến thế kỷ 11, thiên hoàng cũng muốn học theo nhà Tông tập quyền hóa, khi đó thiên hoàng có Shirakawa liên hợp quan lại hạ cấp thanh trần quý tộc lớn, thu hồi phong địa của quý tộc lớn, sau đó hợp tác với gia tộc Thái Ra xây dựng một chính phủ trung ương khổng lồ, nhưng mà vì muốn tiếp tục duy trì tài chính của chính phủ Khê phải mở cửa thương mại với nhà Tống. Vì vậy, Mỹ có thể lấy được tiền xu của nhà Tống, sau đó có thể trả lương cho công chức. Nhưng mà đó xúc phạm lợi ích của quý tộc ở địa phương. Tại vì thu nhập của quý tộc Nhật Bản là dựa vào trang trại, họ không có thợ thủ công như kinh thành, cho nên không thể sản xuất sản phẩm thủ công để giao dịch với nhà Tống. Họ chỉ có nông sản thôi, nhưng đó không có sức cạnh tranh ở Trung Quốc. Vì vậy, họ toàn kết nhau ở giấy của lãnh đạo của gia tổ Minamoto, lợi tổ chính quyền Trung ương, cấm chính phủ sử dụng tiền xu của nhà Đông, sau đó xây dựng mặt phủ giám sát triều đình của thiên hoàng. Đó chính là bối cảnh của chiến tranh Kem Bay. Tác giả của Yuna có sử dụng một cái hình dung rất thú vị. Gia tổ Thái Ra thở ra là thế lực cải kết và mở cờ. Gia tổ Minamoto là thế lực bảo thủ và quê nhà. Dù sao, Nhật Bản vốn là muốn học theo Trung Quốc, nhưng họ không nổi. Nhưng mà đến thế kỷ 14, thiên hoàng vẫn không bỏ qua kế hoạch tập quyền hóa. Khi đó, thiên hoàng Godai Go Liên hợp thế lực bình dân chủ yếu là thờ thủ công và thân nhân để phá vỡ sự độc quyền kinh tế của quý tộc và thành công lực tổ chính quyền mạc phủ. Nhưng mà sau đó cũng tạo nên nội chiến, quý tổ toàn kết giấy gia tổ Ashikaga, lực tổ chính quyền thiên hoàng, lại ủng hộ một thiên hoàng mấy lên ngôi. Thiên hoàng cũ thì tháo giải đến phương Nam, Nhật Bản bước vào thời đại Nam Bắc Triều, nhưng mà chỉ trải qua 60 năm, mạc phủ thống nhất chính quyền phương Nam, từ khi đó mạc phủ chính thức thay thế triều đình của thiên hoàng trở thành trung tâm chính trị đến thế kỷ 16, tại vì thế là địa phân người lên, mặc phủ không có năng lực kiểm soát toàn quốc nữa, đi về sụp đổ. À, Nhật Bản vượt vào thời đại chiến quốc, sau đó lại được thống nhất ở dưới mặc phủ Tokugawa. À, Từ khi đó Nhật Bản bước vào thời đại Edo, chế độ phong kiến cũng được củng cố trở thành một mô hình cố định. Mô hình Edo là chỉ mô hình phong kiến của Nhật Bản sau khi được chặt chẽ hóa, cụ thể là mỗi ngày đều có vị trí cố định, mặc tường cha chuyển công nối nói chung là phân gia thể xí nông công thân. Địa vị của gia tộc rất khó được thay đổi, phần cấp của công chức cũng là tuân theo địa vị của quý tộc ở mỗi địa phương. Tiểu có ngày tinh hoa quân sự làm quý tộc, tổ chức nông dân, tạo nên nhiều cộng đồng nho nhỏ mà bị chơ hậu quốc chi phối. Trong mô hình như vậy, mặc dù đôi khi có nông dân khởi nhớ, nhưng đó là tương tờ với biểu tình trong hiện đại, có lẽ là bảo lợi hơn, nhưng cuối cùng tiểu sẽ thỏa hiệp với quý tộc, sau đó quay trở về tiếp tục làm nông dân, không có lẽ sẽ xuất hiện một thế lực tự tạo nên tổ chức tùy phạm sau đó được chính phủ chứa ăn làm công chức. Có thể nói rằng, mô hình độ rất phân quyền tại vì chính phủ trung ơn không thể can thiệp sự biện của chế hậu quốc. Nhưng việc quản lý của chính phủ với xã hội rất chặt chẽ, đó là chính trị rất phân quyền, xã hội rất nghiêm khắc. Theo tác giả Yuna Wajung, mô hình độ có 5 điều là ngược lại với mô hình Nhà Đông. Đầu tiên, trong mô hình Nhà Đông, uy tín và quyền lợi là bằng nhau, tức là hoàng đế có uy tín nhiều nhất cũng có quyền lợi tối cao, còn uy tín và quyền lợi của các công chức có bao nhiêu cũng là nhất quán với phần cấp theo quy định. Còn trong mô hình Edo, uy tín và quyền lợi không bằng nhau, chẳng gian nhớ một quý tổ có phần cấp rất cao cũng là thủ trưởng của tân vị, nhưng sở dĩ ông ấy có thể làm thủ trưởng là vì kế thờ tờ bố. Trên thực tế, trong tân vị có mấy nhân viên rất có năng lực, họ mấy là có quyền lực thực tế, thủ trưởng phải nghe theo họ thứ hai trong mô hình nhà tống chính trị và đạo đức là liên kết nhau tại vì niềm tin của người dân với chính phủ là hoàn toàn dựa vào niềm tin của họ với nho giáo chính phủ phải thể hiện sự chính xác chính trị của ý thức hệ còn trong mô hình edo chính trị và đạo đức không liên kết tại vì ai làm người thống trị ai làm người bị thống trị đó đã được quyết định trước khi mọi người được sinh ra công việc chính trị chủ yếu là việc phân phối lợi ích giữa các quý tộc ý thức hệ không quan trọng thứ ba trong mô hình nhà tống năng lực và địa vị là phù hợp nhau tại vì ai nào có năng lực đố qua cờ thì ai nấy có thể làm quan lớn còn trong mô hình ế độ năng lực và địa vị không phù hợp cũng là vì một người có thể làm công việc gì đó đã được quyết định trước khi người đó được sinh ra dù có năng lực bao nhiêu cũng không thể ảnh hưởng địa vị của chính mình trong xã hội thứ bốn trong mô hình nhà tống trực tự xã hội là lưu động hóa theo thị trường cụ thể là ở trên có một chính phủ trung ân quản lý toàn quốc người dân ở các địa phương có thể tự do di chuyển, chỗ nào có thể kiếm tiền thì đi chỗ nấy. Cùng trong mô hình ấy đó, trực thực xã hội là cố tình hóa trung nông thôn, cụ thể là các cộng đồng nhỏ ở địa phương không thích người dân của chính mình di chuyển đến chỗ khác, cũng không thích người dân của chỗ khác đến chỗ mình. Nếu một ngày đi ra khỏi cộng đồng nhỏ của mình rồi, thì ít có khả năng sống sót ở bên ngoài. Cuối cùng trong mô hình nhà túng, mạng lấy xã hội là rộng và nông. Cụ thể là nếu một tông tộc có một ngày đô khoa cực, Tuy ngày đó không thể làm quan ở bản địa, nhưng khi làm quan ở chỗ khác, có thể giúp đỡ tôn tộc tạo nên mạng lấy xã hội xuyên khu vực. Người đồng tộc có thể dựa vào nó để làm thương mại ở nhiều nơi. Còn trong mô hình ế e độ, mạng lấy xã hội là cứng và sâu. Cụ thể là có cảm giác thuộc về cộng đồng ở một địa phương rất mạnh. Đó không hẳn là cộng đồng nông thông, cũng bao gồm một công ty hay một hiệp hội ở một chỗ. Đối với người Nhật Bản, tổng hộ hay tổng nghiệp cùng một địa phương là quan trọng hơn người thân kết xa. Bây giờ chúng ta biết rằng so sánh với Trung Quốc, cuộc hiện đại hóa của Nhật Bản là thành công hơn. Nhưng theo tác giả Yunawa Jung, đó là vì Nhật Bản học theo mô hình nhà tông thành công tập quyền hóa. Nhưng tổng thể cũng có kết hợp với mô hình Edo cũ, một cái lúng túng, cho nên tạo nên bi của chủ nhà quân quốc. Có thể nói rằng Minh Chỉ Duy Tâm là một cuộc tập quyền hóa thành công của Nhật Bản và những người thúc đẩy chân chính chính là những quý tộc đã tích lũy nhiều cảm xúc bất mắn. Lực lượng lợi tổ chính quyền mặc phủ là ba nguồn từ phiên quốc Sasuma và Chosu ở Tây Nam Bộ. Hai phiên quốc này chính là có quan hệ kết xa với mặc phủ ở Edo, cho nên quý tộc của họ đã không được trông dụng trong chủ tình của mặc phủ rất lâu rồi, vì vậy họ mới sinh ra ý định muốn lợi tổ mặc phủ. Không chỉ là vậy, những quý tộc hạ cấp ở hai phiên quốc này cũng đã tích lũy nhiều cảm xúc bất mãn tại vì dù họ có năng lực bao nhiêu họ cũng không có cơ hội làm công trợ vị trí cao vì vậy là họ bắt đầu từ giấy lên trên nổi lên thanh trừng phê bảo thủ kiểm soát chính quyền phiên quốc sau đó điều khiển tài nguyên phiên quốc lật tổ mạc phủ à, có lẽ có nhiều người thấy nhật bản có bị văn hóa nho giáo ảnh hưởng rất nhiều thôi ra tôi là một sự phát minh mới trong minh chỉ duy tân tại vì trước khi đó nhật bản không quay trọng ý thức hệ nho giáo nhiều lắm họ là thiên về văn hóa phật giáo nhiều hơn ngày xưa nghề nghiệp bạn không ăn thịt chỉ ăn cá đối với họ đó là tuân theo giáo lý của Phật giáo tại vì chế biến thịt cá là ít tàn nhẫn hơn chính là trong minh chỉ duy tớ những quý tổ hạ cấp người lên muốn nhờ uy tín của thiên hoàng để kiểm soát toàn quốc cho nên những mệnh luôn lý nho giáo đó là mỗi ngày chỉ phục tổng thiên hoàng một ngày giống như ngày trung quốc chỉ phục tổng hoàng đế một người. sau đó cũng là thiết lập chế độ khoa cử để tuyển dụng công chức tổng thể về chuyện tiền bị quý tổ, ở cung chợ địa phương là do chính phủ trung ương bổ nhiệm mở cửa người dân tự do di chuyển tác giả Junavajung có một nhận thức rất thú vị ông ấy nói rằng xã hội nhật bản của minh chỉ duy tân là giống như xã hội trung quốc trong cuộc cải cách kinh tế đó là vì trung nông thông không có quỹ tổ chăm sóc nông dân nữa cho nên có nhiều người lựa chọn di cư đến thành phố làm công nhân giá rẻ cho nên xuất hiện nhiều nữ công nhân ở thành phố đó là vì sao nhật bản có thể công nghiệp hóa Nói chung, mục đích của Minh chỉ Duy Tân là tập quyền hóa và thị trường hóa. À, đối với tác giả Yuna Bà dung đó là mô hình quốc gia hiện đại của phương Tây, à, cũng là mô hình nhà Tống. Nhưng mà Nhật Bản à, không có hoàn toàn học theo cả phương Tây và nhà Tống, mà là tạo nên một kết hợp lúng Tống. Đầu tiên là không giống với phương Tây, Hiến pháp Nhật Bản không có quy định thủ tấn phải lấy được sự ủng hộ của đa số nghị viên. Đó là làm tiền cho những thế lực xuất thân từ phiến quốc Satsuma và Choshu kiểm soát chính trị, tại vì chính là họ lực đổ mà phụ và nâng cao địa vị thiên hoàng, thiên hoàng tự nhiên muốn bổ nhiệm họ làm thủ tướng. Thứ hai là không giống với Trung Quốc, thế là địa phương của Nhật Bản vẫn là rất mạnh. Chính đảng ở địa phương luôn luôn đuổi ra những công chức mà do chính phủ trung ương bổ nhiệm và thay cho người của bên mình. Kết quả là làm quân đội có cơ hội can thiệp chính trị, tại vì ở bên trung ương, thủ tướng không thể kiểm soát chính phủ, tại vì ở đằng sau không có đa số nghị viên ủng hộ. Ở bên địa phương, người dân thủ kết chính đảng, cuối cùng phải để quân đội sắp xếp lại trực tự xã hội. Theo tác giả Yonava Dung, chủ nhà quân quốc của Nhật Bản thật ra có một phần là vì người Nhật Bản khi đó muốn quay trở về thời đại Edo. Minh chỉ duy tân làm xã hội Nhật Bản thị trường khoác, đó có nghĩa là người dân có thể tự do đi tìm việc làm, không bị hạn chế trong quan hệ phong kiến, nhưng đó cũng có nghĩa là người dân phải tự lực sống sốt trong thị trường lao động, không có quý tổ và cùng đồng nhỏ chăm sóc nữa vì vậy trong tình huống là kinh tế không tốt và nhà nước thiếu cung cấp phúc lợi thế khi có nhiều người không tìm được việc làm thì kết quả sẽ là có nhiều người lựa chọn toàn nhà tự sát đó chính là tình hình của nhật bản trong những năm một nghìn chín trăm vì vậy người dân hoài niệm thời đại Edo, khi đó mỗi ngày đều được chăm sóc trong quan hệ phong kiến vì vậy bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm quân đội nhật bản sắp xếp lại trực thực xã hội để quân nhân tổ chức nông thông thành một cộng đồng nhỏ ở thành phố những công ty và nhà máy cũng phải tạo nên cộng đồng nhỏ và đăng ký với chính phủ. Các công đồng nhỏ cách ly nhau mỗi ngày phải nghe theo chỉ huy của người phụ trách công đồng nhỏ của chính mình. Đó là một thể chế mô phỏng quan hệ phong kiến của ngài sơ. Chỉ là do quân nhân đồng vai trò quý tội ở nông thông, giám tổ hay ông chủ của công ty đồng vai trò quý tổ ở thành phố. nhưng mà dù sao những quân nhân ở à, giám tổ hay ông chủ thì không phải là quý tổ chân chính. À, vị trí của mỗi ngày cũng không phải được cố định hóa như quan hệ phong kiến. Vì vậy, vì làm mỗi ngày đều được cố định hóa trong cộng đồng nhỏ, quân đội phải tận dụng chủ nhà quân quốc tạo nên áp lực tập thể để làm mỗi người tiểu phục tổng với sự sắp xếp này vì vậy đạo đức và chính trị liên kết nhau cuối cùng càng ngày càng cực đoan làm nhật bản đi hơn chiến tranh đạo đức và chính trị liên kết nhau đó vốn là đặc trưng của mô hình nhà tống đó là vì sao tác giả yunaba dung thấy rằng chủ nhà quân quốc của nhật bản là một kết hợp lúng túng của mô hình edo và mô hình nhà tống Theo tác giả Junabajung, Nhật Bản sau chiến tranh cũng là mô phỏng mô hình Edo xây dựng lại xã hội. Đảng chấp chính của Nhật Bản là một chính đảng không có lý tưởng, hay nói là không có ý thức hệ chính trị. Đó chỉ là một tổng hợp của các thế lực địa phương và cốt lõi của những thế lực địa phương đều là gia truyền công nỗi, tức là cung bộ tham gia của bầu cử làm nghị viên và nhân viên chính thức của nhiều công ty sẽ được biên chế suốt đời, đó là vì cho tạo nên công thống nhỏ bảo hộ người dân khỏi cơ chế thị trường. À, tất nhiên trải qua sau mấy năm, à, những đặc trưng của mô hình Edo đã càng ngày càng ít rồi. À, bây giờ khó nói chính trị nhật bản là tập quyền hay phân quyền, à, nhưng có thể khẳng định rằng xã hội của họ rất nghiêm khắc. À, tại vì các bạn có biết không, xã hội đen của nhật bản nhà gia đã gần như không tồn tại trong xã hội rồi. Ngày xưa sở dĩ có nhà gia xuất hiện là vì sau chiến tranh xã hội nhật bản rất hỗn loạn, sự ảnh hưởng của thế lực quý tộc cũ cũng bị giảm bớt rất nhiều. Vì vậy người dân ở địa phương dần cơ tổ chức bạo lực tự dân hình thành nhà gia và họ đều được đăng ký trong danh sách chính phủ có thể nói rằng chính phủ phải thỏa hiệp với bảo lộc tư dân nhưng bắt đầu từ năm 2011, chính phủ nhật bản ra tay mạnh không cho thành viên nhà Kuza sở hữu tài khoản ngân hàng không cho phép người dân làm thương mại với nhà Kuza kết quả là có nhiều thành viên cũ của nhà Kuza chấp nhận rằng nhà Kuza sẽ bị biến mất trong tương lai tại vì họ thực sự khó sống sót trong xã hội và bây giờ đa số thành viên nhà Kuza thực ra là dân tộc triều tiên hay Hàn Quốc mang quốc tịch Nhật họ vốn là người bên lệ trong xã hội Nhật Bản. không biết sau khi nhà khu gia bị điều giải hết rồi, những thế lợi tư dân Nhật Bản có thể tìm kết từ chính quy hóa hay không? có phải tất cả người dân đều có thể dựa vào chính phủ che chở hay không? mình thật sự không chắc. Mình cũng không chắc về Trung Quốc. chính trị Trung Quốc tất nhiên là rất tập quyền. Thì xã hội là lông lẻo hay nghiêm khắc? Mình chỉ biết rằng trong thời đại bao cấp, xã hội Trung Quốc tất nhiên là rất nghiêm khắc. Tại vì tất cả mọi thứ đều có tặng kiểm soát, không có tổ chức tư dân tồn tại nhưng mà sau cuộc cải cách kinh tế thì có làm nhiều thế lực tư dân nổi lên. Vào năm 2023, có một bộ phim TV Trung Quốc thu hút nhiều người coi, đó chính là The Knockout, Khoáng Béo, mình không biết tiếng Việt nên phiên dịch như thế nào. Tình tiết chính là trong 20 năm đã qua, những cán bộ địa phương là cấu kết với xã hội đen như thế nào. Không chắc bây giờ ở Trung Quốc, tình hình như vậy vẫn còn phổ biến hay không nhưng mà dù sao à tại vì thể chế Trung Quốc thiếu cơ chế để chính quy hóa những thế là tư nhân nổi lên à cho nên chỉ có thể tiêu diệt họ thôi 啊, hay là hạn chế họ phát triển à bây giờ Trung Quốc cũng càng ngày càng tập quyền nếu chính phủ thiếu tài chính thì xã hội chắc sẽ rơi đổng liệu à nếu tình hình ác hóa trong tương lai ờ có lẽ sẽ xuất hiện lưng sưng bảng hiện đại